Kính chào quý thầy cô, kính chào quý vị đại biểu. Chào các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể tất cả các bạn sinh viên nhận học bổng của ngày hôm nay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Mai Văn Hiếu, là cựu sinh viên khóa 2011-2017 của Khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học đại học rất là may mắn cũng như là vinh dự của bản thân mình khi mà nhận được học bổng của VNSDF theo VietMed. Thì cũng nhân đây, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Phi, thầy Vinh cùng tất cả các sponsors đã luôn ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ cho toàn thể tất cả các bạn sinh viên trong đại gia đình VNSDF theo VietMed. Thì trong đại gia đình này, điều mà mình luôn trân quý đó chính là tinh thần luôn giúp đỡ, hỗ trợ, cùng nhau chia sẻ giữa các thế hệ và giữa các tất cả các bạn sinh viên để cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Do vậy mà khi nhận được lời mời của ban tổ chức lễ trao học bổng năm nay để quay trở lại có những chia sẻ về con đường định hướng sau tốt nghiệp đại học thì mình rất là sẵn lòng. Và mình cũng xin nói đây là những trải nghiệm của cá nhân mình trong suốt khoảng thời gian 3 năm sau khi tốt nghiệp. Có thể đúng, có thể sai, tuy nhiên đó là những trải nghiệm cá nhân. Mình hy vọng các bạn có thể lắng nghe và có thể áp dụng cho chính bản thân mình những điều gì đúng đắn nhất và để có những lựa chọn, những định hướng tương lai một cách rõ ràng và phù hợp nhất cho chính bản thân mình. Do vậy, những chia sẻ sắp tới đây, nếu có gì chưa thật sự đúng đắn hoặc là chưa rõ ràng thì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình em và xin cảm ơn. Quay lại về việc hướng đi như thế nào sau khi ra trường, bạn chút ít kinh nghiệm sau 3 năm học tập và làm việc, mình xin chia sẻ với các bạn một số ý như sau. Thứ nhất là thi nội trú. Là sau khi tốt nghiệp, bạn có một vài tháng để ôn thi và tham dự cuộc thi cực kỳ cam go, cực kỳ khốc liệt. Mình biết rằng đây là con đường cam go nhưng là cũng là con đường ngắn nhất để có bằng sau đại học và có cơ hội việc làm tốt hơn. Ngoài ra, các bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí cán bộ giảng ở các trường đại học y và dược. Tại các trường này thì cơ hội để các bạn học sau đại học, học ở nước ngoài sẽ cao hơn so với bên ngoài. Con đường tiếp theo đó là học thêm lên thạc sĩ chuyên ngành mong muốn rồi đi làm sâu. Về nhà các bạn có thể xin bố mẹ tài trợ tiếp tiền bạc và tài chính để có thể tiếp tục học thêm chuyên ngành trong khoảng 2 năm. Thì sau khi học chuyên ngành xong thì các bạn cũng phải vác hồ sơ đi xin việc. Thì hồ sơ đi xin việc và phải làm đủ thời gian quy định thì lúc đó mới có bằng chứng chỉ chuyên khoa. Tiếp theo một hướng nữa là các bạn đi làm bác sĩ luôn thì các bạn có thể vác hồ sơ đi xin việc ở các cơ sở y tế có giường bệnh để tiếp tục làm một bác sĩ học việc 18 tháng và sau đó xin cấp chứng chỉ hành nghề. Thì ở thời điểm này thì các bạn chỉ có thể xin được chứng chỉ hành nghề nội khoa tổng quát hoặc là ngoại khoa tổng quát. Lúc này thì các bạn mới được xem là một bác sĩ thực thụ thì có thể ký được xương xương vài cái y lệnh và còn riêng về ký y lệnh chuyên khoa thì còn rất là xa. Tiếp theo một hướng đi nữa là đi du học. Với bằng bác sĩ ở Việt Nam thì các bạn có thể apply xin học bổng hoặc là tự túc đi du học ở các nước khác với các chuyên ngành liên quan đến y sinh. Ở đoạn này hơi dài nên nếu các bạn có thắc mắc về vấn đề này thì các bạn có thể hỏi trực tiếp, mình sẽ giải đáp. Tiếp theo một hướng đi nữa đó là quyết tâm hành nghề ở các nước khác, ở Mỹ, ở Úc hoặc là ở Thái Lan vân vân. Chúc mừng các bạn đã chọn một con đường rất là khó khăn nhưng mà quả thật sẽ rất là thú vị và mình nghĩ rằng khổ tận sẽ cam lai. Bản thân mình cũng có vài người bạn đã khen gói đi qua Mỹ để thi USMLE và một số anh chị trong đó đã thành công. Phải thật sự nói rằng là mình rất là ngưỡng mộ các bạn đó. Họ rất là giỏi và cực kỳ quyết tâm thì mới có thể hành động và có mục tiêu rõ ràng cụ thể như vậy. Các bạn có thể thử. Tiếp theo là gap year 1 năm. Thì nếu mà bản thân mình vẫn chưa rõ được định hướng tương lai như thế nào, chưa muốn làm gì, chưa biết làm gì, thì các bạn có thể suy nghĩ về hướng đi này. Các bạn dùng 1 năm để suy nghĩ bản thân mình thực sự muốn làm gì. Trong 1 năm đó, các bạn có thể dành thời gian ra để học những kỹ năng khác mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần, ví dụ như là ngoại ngữ, thuyết trình, làm đẹp, sống khỏe, vân vân. Khi đã suy nghĩ kỹ rồi, tích tụ đủ năng lượng rồi thì quyết tâm mà follow nó.
Còn một hướng đi tiếp theo nữa đó là quá chán nản với việc làm chuyên môn làm bác sĩ thì các bạn có thể xin làm việc trái ngành hoặc là chuyển ngành luôn. Thì các bạn có thể làm trình dược viên, làm specialist cho các công ty dược hoặc làm sale cho các công ty bán thiết bị y tế. Có thể xin làm quản lý project, quản lý các dự án nghiên cứu y sinh của một số thầy cô, một số trường viện. Có thể xin làm cán bộ giảng ở một số trường trung cấp, cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến y tế. Có thể về nhà livestream bán hàng online, hoặc là về quê phụ ba má trồng rau nuôi cá, hoặc là thậm chí ra đường Lý Thường Kiệt để bán nước mía cũng được, miễn là các bạn thấy vui và hạnh phúc. Nói một chút về việc xin việc thì thi xong tốt nghiệp thì các bạn nếu mà cảm thấy mình đậu rồi và có định hướng là sẽ đi làm bác sĩ thì hãy nhanh chóng làm ít nhất là 10 bộ hồ sơ và chụp cái hình thể thật là xinh xắn đẹp đẽ, list ra ít nhất 10 cơ sở y tế mà có nguyện vọng làm việc, là tìm thông tin và yêu cầu tuyển dụng của những năm trước đó mà tham khảo để chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp. Và mình xin nói rằng các bạn đừng ngại với những cái tên giống như là Chợ Rẫy, một một năm gia đình, Nhi Đồng, vân vân. Và khi đã cần việc làm thì kể cả trạm y tế gần nhà thì cũng đừng nên bỏ qua. Thực sự rằng nếu không thử thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Tiếp theo là bằng tất cả mọi nguồn lực và khả năng của các bạn thì các bạn hãy sử dụng như là Facebook, Zalo, website, bệnh viện hay cả họ hàng, thầy cô, bạn bè, thân tín, các anh chị khó trên, kể cả các ông bác sĩ. Ông anh bác sĩ chỉ gặp vài lần, bà chị điều dưỡng chỉ lướt qua nhau vài giây trong 24 năm cuộc đời. Thì hãy liên hệ thử để hỏi thêm về cơ hội nghề nghiệp của các bạn. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những cơ hội khả dĩ. List ra các địa chỉ đến phòng tổ chức hành chính của từng bệnh viện mà hỏi thăm, mà nộp hồ sơ. Và đặc biệt là đừng quên nở nụ cười xinh tươi khi đi về để xin được số điện thoại của người thu hồ sơ, để theo dõi tracking được hồ sơ mình đã được thụ lý hay chưa nhé. Và nhớ là đừng nộp nhầm hồ sơ hoặc là đi nhầm bệnh viện các bạn nha. Về nhà rồi thì làm gì nè? Theo một số bạn trẻ thì nói vui rằng các bạn nên bớt khẩu nghiệp, chăm đi chùa, nhà thờ hơn. Mình đùa đấy. Thật sự là nếu có thời gian thì các bạn hãy ôn luyện bài về chuyên môn, ôn luyện về kỹ năng để mà nếu như đã lọt vào vòng hồ sơ đến vòng phỏng vấn thì khi đối mặt với dàn ban giám khảo với lại ban giám đốc bệnh viện thì có thể còn biết mà trả lời tự ở nhà, tự tập trả lời phỏng vấn theo những trường hợp gia đình thường thấy khi đi phỏng vấn, để khi phỏng vấn không bị run, không bị nuốt lưỡi khi trả lời hoặc là không biết trả lời. Tiếp theo là gì? Là hãy chuẩn bị một kế hoạch backup nếu những cái hồ sơ kia tất cả đều fail thì sao, đúng không nào? Luôn chuẩn bị cho mình một con đường lùi. Tiếp theo mình sẽ nói về du học. Du học thôi mà, tại sao không? Các bạn đã từng bao giờ nghĩ đến việc du học chưa nè? Thì đi du học thì cần chuẩn bị gì? Thứ nhất là chuẩn bị cho mình một cái lý do để đi du học. Phải có lý do thì mới đi được, phải có lý do thì mới hành động. Mọi việc trong cuộc đời này đều xảy ra, đều có lý do của nó. Thứ hai là kiến thức. Các bạn phải tìm hiểu về chuyên ngành, ngành học, đất nước, văn hóa và kể cả những áp lực về kể cả về giáo sư, đặc tính của ngành nghề, đặc tính của giáo sư, những lớp mây, nói chung là càng nhiều thông tin càng tốt để chuẩn bị tâm lý cũng như là kiến thức nền tảng trước khi đi học. Về tài chính là các bạn dù là xin học bổng hoặc là tự túc du học thì hãy lập ra cho mình một kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu đã có học bổng thì cũng vẫn phải chuẩn bị tài chính để mà có thể xin visa để có thể sống những tháng đầu khi mà chưa nhận được học bổng, đề phòng khi chưa nhận học bổng ở những tháng đầu ở nước xa lạ, hoặc là chuẩn bị một phần tiền để dành cho những trường hợp bất trắc hoặc là những trường hợp bất ngờ xảy ra. Tiếp theo là gì? Là chuẩn bị cho mình một kế hoạch backup. Rõ ràng lúc nào cũng vậy, phải an toàn là trên hết. Nếu mà bạn thất bại với kế hoạch du học thì còn có một kế hoạch khác để mà tiếp tục, không bị bỡ ngỡ, không bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Và mình muốn nói cho các bạn là một vấn đề rất là quan trọng, đó là các bạn phải luôn hiểu rõ được công việc của một scientist là gì trước khi mà đi du học. Vì hầu hết chúng ta đi du học đều sẽ học chuyên ngành về biomedicine hoặc là trái ngành thì sẽ làm chuyên sâu về nghiên cứu. Thì khi mà Manh Nha làm nghiên cứu thì các bạn đã sơ khởi để trở thành một scientist, tức là một cái nhà nghiên cứu thứ ban đầu, những nhà nghiên cứu trẻ. Thì các bạn phải hiểu được thì những khía cạnh nào các bạn cần quan tâm, khía cạnh về kỹ năng, kiến thức, tri thức cần có, và cả kỹ năng về việc xử lý các mối quan hệ trong môi trường làm việc, mối quan hệ với lại giáo sư, xử lý áp lực, và đặc biệt là xử lý với lại những nỗi cô đơn và sự buồn bã khi phải sống xa nhà. Tiếp theo là phải có tinh thần cầu tiến, tính và tư duy tốt để tiếp cận những cái mới. Như vậy thôi, chung là cơ bản thì mình nghĩ là nhiêu đó thì đã đủ cho các bạn sơ sơ, tạm sơ sơ để các bạn có thể mà đi học được nước ngoài. Tuy thực ra thì phần này mình muốn chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết kết thúc từ đâu, và cũng không biết khi nào có thể dừng. Nếu mà thực sự chia sẻ thì phải hết cả ngày. Nên các bạn nào nếu có câu hỏi thì hãy đặt câu hỏi, mình sẽ rất sẵn lòng để trả lời. Và sau khi đã có hết những thông tin, thì khi đã chuẩn bị hết rồi thì việc tiếp theo là gì? Tắt Facebook, tắt YouTube đi, nghĩ đủ rồi, bắt tay vào làm thôi. Quay lại về việc mà hướng đi như thế nào sau khi ra trường thì mình luôn nói với lại các bạn học trò của mình cũng như là với chính bản thân mình, luôn có một kế hoạch hoàn hảo. Đó là gì? Kế hoạch thứ nhất là hãy làm việc mà các bạn đam mê. Nếu không có đam mê thì làm gì? Thì hãy làm việc mà các bạn làm tốt nhất. Nếu như bạn không có cả đam mê cũng như không có sở trường để làm công việc nào tốt nhất, thì kế hoạch thứ ba là gì? Là hãy làm việc mà bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Rõ ràng mỗi người sẽ có một định mức hạnh phúc khác nhau trong cuộc sống này. Tuy nhiên, đến cuối cùng, target cuối cùng trong cuộc đời thì ai cũng sẽ mưu cầu được hạnh phúc của mình mà thôi. Thì mỗi con đường, mỗi lựa chọn đều có thể đúng, thể sai. Nhưng mà nếu các bạn không dấn thân, không làm thử, không bắt tay vào làm, thì đó mãi mãi là dự định và kế hoạch mà thôi. Mỗi câu chuyện mà chúng ta trải qua thì đều sẽ là những bài học đắt giá cho, và cũng là nguồn động lực quý giá thúc đẩy cho mình bước về phía trước và định hướng tương lai. Hy vọng các bạn sẽ chọn cho mình con đường và hướng đi phù hợp nhất cho bản thân mình. Bài chia sẻ đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công. Mọi người hãy cảm thấy thoải mái khi mà đặt ra câu hỏi, mình sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Cảm ơn.